Lão bà có 9 tiền án tiếp tục bị bắt vì lừa đảo. Đặng Thị Loan, sinh năm 1958, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, có 9 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù tiếp tục gây án. Ngày 30 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Loan, sinh năm 1958, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, trưa ngày 19 tháng 2, một người phụ nữ đến tiệm vàng ở phường 1 để mua vàng. Sau khi thỏa thuận, người phụ nữ này lấy hơn 22 triệu đồng ra đếm trước khi trả tiền cho chủ tiệm vàng. Loan đứng quan sát kế bên đã nghe được việc giao dịch trên nên tiến lại gần người phụ nữ này kêu đưa tiền để kiểm tra lại. Người phụ nữ này lầm tưởng Loan là nhân viên của tiệm vàng nên đã đưa số tiền trên. Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng và người phụ nữ mua vàng không chú ý, Loan đã rời khỏi tiệm vàng và bỏ chạy hơn 100 mét thì bị người dân bắt được giao cho công an xử lý. Ban đầu làm việc với cơ quan công an, Loan khai tên, đổi họ giả là Nguyễn Thị Hồng. Qua xác minh, Loan có 9 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận. Sau khi chấp hành án phạt tù, Loan sống lang thang, không có nghề nghiệp nên thường xuyên di chuyển tới các tỉnh để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.